Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con Canon 2009 của một chú khách hàng mang qua nhờ mình kiểm tra sửa dùng. Chú mang qua, chú nói cái máy này chú để 2 năm, hơn 2 năm gì đó rồi. Bây giờ chú mang ra chú in lại, máy nó không in. Đó, đơn giản chỉ có thế thôi. Và chú mang ra nhờ mình kiểm tra sửa chữa. Thì nhìn chung là mình cũng đã có kiểm tra sơ qua rồi. Bây giờ là mình sẽ cắm điện và mình sẽ in thử cho các bạn xem cái lỗi gì của máy các bạn nhé, mà dẫn đến cái việc mà không in được nhé. Nhìn chung là đối với một cái máy mà 2 năm trời, mà chú nói 2 năm trời, là việc đầu tiên trước khi cắm điện là mình phải kiểm tra cái hộp mực. Thì ở đây, cái hộp mực của chú ở đây thì gần như là đúng là nó hỏng hết rồi các bạn. Đó, bây giờ nếu mà để cắm điện rồi quay một cái là nó đổ đầy ra máy luôn ấy. Đây này, mình cầm một cái mực đổ tay rồi các bạn này. Vì một hộp mực mà để khoảng tầm 2 năm là hộp mực nó hỏng hết rồi. Đó, các bạn mà để cắm điện rồi là nó quay là mực đổ đầy ra máy luôn. Vậy nên là hộp mực mình phải bỏ ra ngoài. Mình sẽ lấy hộp mực của mình gắn vô để mình thử. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật nguồn nhé. Bỏ giấy vô. Nói chung là lúc bật nguồn là mình nghe thấy tiếng kêu là khởi động, mình cảm giác thì chưa xong rồi đó. Thì đó là nguyên nhân đấy các bạn. Nhưng mà thôi rồi, mình sẽ ra lệnh in thử nữa các bạn này. Gắn cáp. Rồi, mình sẽ in thử nhé. Khi bật nguồn lên là mình đã thấy là nó có vấn đề rồi đó. Rồi bây giờ mình in thử này. Đó. Ra lệnh in là máy tính nó báo lỗi liền, đỏ ngòm các bạn thấy không? Nó báo là scanner error và cái mã code là E100 rồi 0000. Đây, đây là cái lỗi của máy. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Đây là cái lỗi của máy. Khi ra lệnh in mấy con Canon 2009 là nó báo lỗi như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo máy ra, kiểm tra và sửa chữa cái sự cố này, xem nguyên nhân là do đâu các mà gây ra lỗi này các bạn nhé. Các bạn là xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhìn chung là những cái máy mà như dòng Canon 2009 này, đặc thù hai Canon 2009 này, các bạn mà để lâu các bạn sử dụng á thì nó hay xảy ra tình trạng này lắm. Rất hay xảy ra tình trạng này các bạn nhé. Rồi, bây giờ để biết hư hỏng gì và sửa chữa là sao, các bạn theo dõi tiếp video của mình. Mình sẽ tháo cái bộ vỏ này ra và mình sẽ chỉ các bạn đến cái chỗ mà cái vị trí mà nó gây ra cái hư, gây ra cái lỗi này, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa. Có phải thay thế hay không thì mình chưa biết, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra từng công đoạn, từ sửa chữa, nếu không được thì mình thay thế nhé. Cái máy này còn nguyên zin các bạn này, còn nguyên zin cái tem của ai đây không biết này. Máy này còn nguyên zin tem này. Chung là chú mua cái máy này chú mua lâu lắm rồi, chú kêu mua rất là nhiều năm nay rồi, nhưng mà hơn hai năm nay không sử dụng. Rồi bây giờ các bạn tháo cho mình hai con ốc hai bên này, các bạn cứ nào đúng theo tác của mình nhé. Chút xíu là mình sẽ chỉ các bạn là hư do đâu và sửa chữa ra sao. Nhìn chung là những cái lỗi này thì kỹ thuật chuyên chẳng ai còn lạ gì nữa rồi. Nhưng mà những bạn là người dùng, những bạn kỹ thuật mới vào nghề thì các bạn nó cũng là cái lỗi này thôi, nhưng mà nó ở nhiều cái biến thể khác nhau chứ không đơn giản chỉ là một cái lỗi đâu. Có thể sửa được và có thể không sửa được, có thể là sửa kiểu này, có thể sửa kiểu khác, nó có nhiều kiểu để gây ra cũng cùng một thông báo lỗi này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mấy cái nắp ra cho nó gọn trước đi. Mình bẻ cong cái nắp, mình tháo nắp này ra đi. Rồi tiếp theo mình sẽ tháo cái nắp bên hông này trước, bằng cách mình sẽ đưa cái dao mình cạy cái bên hông này. Đó, mình cạy vị trí này trước này, sau đó mình cạy vị trí trên này này. Rồi, mình mở cái nắp này lên này. Mình cạy cái vị trí cái tai này này. Ủa, cái tai này gãy rồi các bạn. Tai này gãy rồi. Rồi, mình nghiêng cái máy lên, mình cạy phía dưới. Rồi, mình đẩy cái nắp về phía trước. Rồi, cái máy rất là dơ bẩn. Đây, cái tai nó gãy các bạn này. Cái máy này không biết là trước đó lâu lắm rồi có ai tháo hay chưa, hay là do để va chạm gì đó mà nó gãy cái tai không biết, nhưng mình nghĩ khả năng để va chạm gì thôi, chứ chắc chưa ai tháo đâu, vì tháo thì nó không còn cái vết gãy nằm đó được, người ta vứt đi rồi. Rồi tiếp theo tháo cái nắp bên này, cạy cái nắp bên hông này, đó cạy bên hông này trước đúng thứ tự, rồi cạy tới trên này, tiếp theo cạy cái tai chỗ này, có cái tai các bạn ạ. Rồi đóng nắp này xuống, các bạn nghiêng cái máy ra,
nghiêng máy về trước cho các bạn lại cái disk nào ra một xíu. Đó. Rồi. Tay đẩy mạnh cái nắp ở phía trước. Nhiều lúc đẩy không được đâu các bạn. Có nhiều cái nắp mà đã tháo nhiều lần rồi thì đẩy rất là dễ. Nhưng với cái nắp mà lần đầu tháo rất là khó các bạn nhé. Các bạn đẩy rất là khó. Vậy nên các bạn dùng cái dao, các bạn lại từ phía trước này. Các bạn đưa vào cái kẽ này. Các bạn lại. Các bạn đẩy ra. Đó, nó ra ngay. Đơn giản có thế thôi. Cái máy này chắc chắn là có va chạm được các bạn nhé. Mình khẳng định với các bạn. Cái này có đôi khi là để rồi va chạm mạnh hoặc là tương tác mạnh thì các bạn này. Nó gãy hết mấy cái đỡ này các bạn này, nó gãy luôn các bạn này. Và để chứng tỏ cái máy này có tương tác mạnh, có va chạm mạnh. Nên nó gãy mấy cái tai hết này các bạn này. Đó. Cái bên kia cũng bị gãy, cái tai này cũng bị gãy nhưng mà tem mình chưa bị tháo, vậy chứng tỏ cái máy này bị va chạm rất là mạnh. Rồi. Tiếp theo, các bạn mở cái nắp lên cho mình. Ở lấy hộp mực ra đi nhé. Rồi, mở cái mình hai con ốc này trước. Chắc chắn là một điều là máy này bị tương tác rất là mạnh. Nên là nó mới gây ra kiểu đó các bạn, chứ không bình thường nó không có gãy mấy cái ngàm đó đâu. Có thể tương tác mạnh nó gây ra cũng gây ra cái lỗi này. Rồi, các bạn nhấc cái nắp này đi. À, nhưng mà trước khi nhấc cái nắp này thì các bạn nhấc cái nắp sau cho mình trước này. Các bạn kéo nắp xuống một xíu này, từ từ các bạn lấy ra này. Đó. Rất là bụi bẩn. Rồi. Tiếp theo nhấc cái nắp này lên. Từ từ nhấc ra. Rồi, các bạn bật cái máy về sau như vậy. Các bạn dùng tô vít dẹp các bạn lại cho mình cái hai cái tai hai bên này, nhẹ nhàng thôi nhé. Còn nó gãy cái tai đấy các bạn. Dạ thôi. Các bạn vừa đẩy lên nó vừa tới một cái nó ra là được rồi. Các bạn mà bẩy mạnh quá cái nó gãy luôn hai cái tai hai bên này đó. Rồi các bạn mở nó ra. Tới đây là dừng các bạn nhé. Các bạn mở nữa là nó gãy luôn hai cái mấy cái chốt ở trên này đó. Các bạn kéo tới đây dừng, rồi các bạn dùng tôi viết các bạn lại phía trên này. Là nó sẽ ra nguyên vẹn. Có nhiều bạn không biết bẻ lên một phát ấy, là nó gãy luôn mấy cái tai này các bạn này. Đó. Có nhiều bạn không biết là bẻ mạnh ra là gãy hết mấy cái tai này luôn. Vậy nên các bạn cần lưu ý. Rồi. Đã tháo xong bộ vỏ các bạn. Nhìn chung một chút xíu là mình sẽ quét bụi qua cái máy này trước khi mình ráp thôi, chứ còn mình cũng chẳng thể để vậy mà mình ráp đâu được các bạn. À, đây. Cái nguyên nhân mà nó gây ra cái lỗi đó là do cái hộp quang này các bạn, hộp tia laser nó gây ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo tiếp cái nắp sắt ở trên này ra để mình tháo tới cái hộp tia laser các bạn nhé. Hay còn gọi là hộp quang. Tháo nắp sắt này ra. Các bạn là chưa biết cách tháo thì các bạn cứ làm theo mình. Nói chung là mình có nhiều cái video hướng dẫn sửa cái lỗi này rồi. Nhưng mà đôi khi thì cứ gặp máy là mình cứ quay thôi. Vì có nhiều máy, mỗi máy ở một cái biến thể khác nhau. Có nhiều máy lỗi cũng là cái hộp báo lỗi hộp quang nhưng mà lỗi ở phần này. Có máy thì lỗi ở dây cáp, có máy lỗi ở trong phần motor, có máy thì lỗi ở phần bo mạch. Nhìn chung nó tùm lum thứ lỗi hết đấy. Vậy nên là gặp thì mình cứ quay. Đôi khi là gặp trúng cái lỗi nào mà các bạn chưa gặp phải. Chứ đâu phải là cái lỗi hộp quang là sửa một kiểu đâu. Không có đâu các bạn. À, để tháo được cái nắp này ra thì các bạn cạy cho mình hai cái đầu lẫy hai bên phía trong này các bạn này. Các bạn nhìn hai phía trong đây này. Đó, mình sẽ không cần quay sát đâu. Nhưng các bạn chỉ cần nghiêng cái máy lên một xíu các bạn nhìn hai bên mép tóc này. Là các bạn thấy cái hai cái tai sắt, các bạn đẩy nó về phía trước. Ừ, đẩy phía trước. Đó. Rồi các bạn nhấc ra. Đó, mình nhấc ra. Đó hai cái tai các bạn này, đấy một tai, đây một tai này, đó. Hai cái tai. Nó cài vào trong hết đó. Vì cái máy 2009 bây giờ trên thị trường sử dụng rất là nhiều. Vậy nên là những người mà cần xem kỹ thuật về những cái dòng máy này cực kỳ lớn luôn các bạn. Vậy nên là mình cũng gặp những cái lỗi gì liên quan đến dòng này là mình cố gắng mình chia sẻ hết. Để cho các bạn là chưa rành thì có thể nắm bắt được. Tự làm chủ cái máy của mình. Chết rồi. Cái tai này bên các bạn có thể tháo ra, tí các bạn ăn sau cũng được. Rồi. Tiếp theo, mình sẽ mở con ốc ở cái chỗ này. Cái này có con ốc các bạn. Các bạn mở ra. Để các bạn tháo cái bo ngang này ra này. Cái này người ta gọi hay gọi là cái bo ngang. Và đúng chuyên môn thì người ta gọi là cái bo ECU. Bo ECU. Rồi, rút dây cáp bên này ra cho mình. Hai tay các bạn cầm đều, các bạn rút ra cho mình.
để cái đầu cáp ra nó được nguyên vẹn, nó không các bạn không được tháo sạch qua bên này sạch bên kia, là tí các bạn sẽ làm cong vênh cái chân của cáp các bạn nhé. Rất là nhiều bạn kỹ thuật mới hay làm lỗi cái chân này, do các bạn rút theo tùy hứng ấy, đến lúc rồi nó cong cái chân, rồi sau khi các bạn gắn vào nó sẽ chạm chân, rồi rút cái dây cáp bẹ trên này ra, rút cái cáp motor ra cho mình, rồi nhấc cái bo ra, tiếp theo rút cái dây cáp cấp nguồn cho hộp quang, cho motor quang đây ra. Rồi tới đầu mình sẽ quét bụi tới đó. Rồi tiếp theo các bạn mở cái con ốc này ra, để các mình sẽ mở cái nắp hộp quang này ra, mình kiểm tra cái bên trong hộp quang này các bạn nhé. Rồi mình cài bốn cái đầu tai bốn bên, có bốn cái đầu chốt nó cài các bạn này, các bạn cài bốn đầu chốt cài để các bạn nhớ cái nắp này ra để qua bên đây. Nhìn chung là bên trong hộp quang này mình thấy là rất là sạch sẽ các bạn này. Ở bên trong hộp quang này mình thấy rất là sạch sẽ nhé. Các bạn thấy không? Mình chả thấy bụi bẩn gì luôn. Rất là sạch. Rất là sạch. Rồi bây giờ mình thử quay thử cái motor các bạn này. Đó. Vậy là cái nguyên nhân này cũng là nguyên nhân rất là phổ biến luôn. Và cũng là nguyên nhân trong dự tính của mình. Các bạn thấy không? Tay mình tương tác cái motor nó không chạy này. Đó bây giờ mình đẩy rất là mạnh. Cực mạnh. Cái motor nó mới quay các bạn này. Các bạn thấy không? Cái motor nó không quay. Nó dẫn đến cái việc nó báo lỗi scanner error. Đó. Nhiệm vụ của mình bây giờ là sẽ tháo cái motor này ra và sẽ vệ sinh nó, vì do nó để lâu ngày quá. Ở bên trong cái con motor này các bạn nhé, cái trục trong này á, là nó có cái mỡ là mỡ bôi trơn, nhưng mà các bạn để quá lâu ngày các bạn không sử dụng, cái mỡ đó nó bị thoái hóa. Nếu các bạn cứ sử dụng đều đều thì nó không sao, vài ba năm cũng chả sao, thậm chí 10 năm cũng chả sao, nhưng mà các bạn để mà cả vài năm các bạn không sử dụng á, là cái mỡ đó nó kết hợp với môi trường, đôi khi ẩm ướt hay gì gì đó đó, rồi nó sẽ tạo thành nó thoái hóa ra, nó tạo thành những kiểu như nó cặn, nó mút lại, nó không quay cái motor nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo motor ra. Mình sẽ quay gần lại một xíu các bạn nhé. À, thôi cũng chẳng cần đâu. À, bây giờ mình sẽ tháo luôn cả cái cụm motor này ra. Mình sẽ mở ba con ốc. Chỗ này có ba con ốc các bạn này. Các bạn mở ba con ốc để các bạn nhấc hẳn cái motor ra ngoài. Các bạn làm cho nó an toàn. Mình sẽ nhấc hẳn cái cụm motor này ra. Đó. Cái motor này giờ nó quay rất là khó, nó cứng ngắc. Đúng ra khi mình đẩy một cái là nó phải quay tít luôn, nhưng mà đây nó cứng ngắc này các bạn này đó. Bây giờ mình sẽ cạy cái chốt này ra. Mình lại cái chốt này ra. Rồi, mình lại ra một xíu thôi, cũng không cần lại hết đâu. Để mình nhấc cái motor này ra. Úi giời nó cứng ngắc các bạn ơi. Mình đó. Các bạn thấy không? Các cái thành của các cái cuộn dây đồng này là nó cũng xanh xanh rồi các bạn này, nó bám dỉ xét rồi đây này. Đó. Bây giờ là nhiệm vụ của mình là đầu tiên là mình sẽ phải chà sơ qua cái thành sắt này. Các bạn chú ý nhé, cái thành sắt này các bạn chà không phải đơn giản đâu nhé, các bạn đừng có chà đây thứ đá đây ấy, có nhiều cách lắm. Các bạn có thể lấy cái giấy ráng các bạn chà sơ qua, còn đây mình có thể dùng cái tô vít, mình cà sơ qua thôi các bạn. Đây mình dùng cái đầu tô vít này, mình cà sơ qua cho nó bớt cái bụi bẩn đi thôi. Bớt thôi các bạn nhé, chứ không cần thiết các bạn phải chà quá kỹ đâu. Chứ những cái sợi dây đồng nó rất là mảnh bên trong này, các bạn nhỡ tay các bạn va vào một cái là nó các bạn sẽ làm chảy cái dây đồng nữa bạn, làm đứt dây đồng á, là các bạn sẽ phải thay nguyên cả cái motor này. Nếu như các bạn có motor các bạn thay, còn không thì các bạn phải thay nguyên cả cái hộp quang đấy các bạn. Đó. Mình chỉ cà sơ sơ thôi để cho nó hết cái gì xét thôi, đó đơn giản thế thôi. Rồi. Cái phần này bạn nào mà rành các bạn có thể dùng tới bảy các bạn xịt vô các bạn tí các bạn sấy cho nó khô đi cũng được, nhưng mà thôi mình không thích dùng cái kiểu đó, xịt tùm lum vào đây. Mình muốn chỉ các bạn để các bạn làm cho nó dễ nhất thôi, để tránh hậu quả thôi. Chứ các bạn mà làm xịt bảy vô, các bạn mà không xịt không có chuyên á, các bạn không biết cách ấy là các bạn có thể làm hư cái motor. Và nên là mình sẽ không có chỉ các bạn cái đó, vì khi motor nó quay là nó văng cái đời bảy tùm lum ra ngoài hết ấy. Và khi các bạn xịt vô các bạn phải xử lý tốt để cho nó hết cái đời bảy trước khi các bạn ráp. Đó, bây giờ mình sẽ cà sơ qua các cái đầu của cái cuộn dây đồng này, vì nó bám dỉ sét, đó là nguyên nhân nó dẫn đến cái việc mà nó kẹt. Ở mấy video trước của mình thì cũng hướng dẫn chỉ cái này, nhưng mà cái đầu dây đồng nó không có dỉ sét các bạn. Đến video hôm nay thì gặp phải cái máy này thì đầu dây đồng nó dỉ sét. Còn những video trước của mình tháo ra các bạn biết là cái gì không? Ở trong đó kiến làm tổ các bạn.
có nhiều video kiến nó làm tổ ở trong á, rồi nó két ở đầy ở trong á, nó dơ bẩn cái hơn cái này nhiều. Và nên là mỗi một video nó một làm một cái trạng thái khác nhau, và nên là mình cũng muốn quay lại để cho các bạn, để các bạn trải nghiệm cùng với mình thôi, không phải là một cái lỗi đó nó gây ra, nó báo thông báo lỗi như vậy mà nó là một kiểu đâu, nó tùy theo mỗi mỗi gia đình sử dụng mà nó tạo ra một lỗi khác nhau các bạn nhé. Nhưng nhìn chung nó cũng đều trong bộ phận đó cả thôi. Rồi phần này ok, còn phần này thì bắt buộc mình sẽ phải xịt tới 7 rô để mình vệ sinh cho nó sạch. Vì giờ phần này xịt thoải mái đi, không sao cả. Đây mình xịt tới 7 rô các bạn này, đó xịt một chút rô này. Mình dùng rồi với 7 cái loại chống gì xét đấy các bạn, phá thì xét chứ không phải chống, phá thì xét nói cho đúng. Rồi mình sẽ lau sạch sẽ. Đó. Lau sạch sẽ này các bạn, đen thui này. Các bạn thấy không, nó đen thui này, lau xong đen thui này. Các bạn lau sạch sạch cho mình là được. Các bạn có thể xịt tới 7 2 lần nếu như các bạn thấy nó quá dơ. Còn như mình thấy đây thì nó mình cũng chỉ cần xịt một lần thôi các bạn, không cần phải lần thứ hai. Nhưng mà thôi cứ cho lần nữa đi. Để lần thứ hai này cho nó rửa sạch đi. Cũng được, không sao cả. Rồi. Như vậy là ok các bạn. Bây giờ mình sẽ nhỏ nhỏ một chút xíu các bạn nhé. Mình nhỏ một giọt thôi vào trong cái trục này. Cái lỗ này các bạn này, cái lỗ này là cái lỗ mà cái trục của cái kia nó sẽ gắn vào đây này, cái trục tâm để nó quay các bạn này. Mình sẽ nhỏ một giọt tới bảy vào đây thôi, một giọt thôi các bạn nhé. Không có nhỏ nhiều. Hoặc các bạn có cái nhớt sạch đấy các bạn, cái nhớt sạch mà còn người ta hay gọi là nhớt máy khâu đấy, cái nhớt trong vắt đấy, người ta gọi nhớt sạch đấy. Đấy các bạn thấy không, bây giờ quay này. Các bạn nhỏ vào đó giọt cũng được, nhỏ vào trong cái trục thôi nhá, chứ không phải nhỏ ra ngoài các bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn thấy không, nó phải quay như vậy mới được. Mình chưa biết gắn vào máy có chạy hay không, nhưng mà trước tiên là mình phải sửa cho nó quay ok như vậy đã. Sau đó mình mới gắn vào máy. Chứ chưa hẳn mà đã sửa cho nó quay như vậy mà gắn vào máy chạy ok đâu các bạn nhé, đôi khi còn lỗi khác á. Chứ chưa hẳn lỗi này đã xong đâu. Còn cái motor mình làm như vậy là ok rồi. Chút xíu nữa gắn vào cái cục quang xong mình sẽ lau bốn cạnh của cái gương tứ giác này các bạn. Bốn cạnh của nó là bốn cái gương các bạn này. Tay mình tương tác nãy giờ dơ bẩn rồi, và thậm chí để lâu ngày nó cũng dơ bẩn rồi. Tí nó gắn vào hộp quang xong mình các bạn phải lau lại nhá, chứ bây giờ mình chưa lau. Vì mình mà lau sớm thì tay mình lại tương tác nó lại dơ. Nên là mình sẽ gắn vào máy trước, vào hộp quang trước. Rồi mình sẽ lau sau. Vì mình làm đúng thứ tự đúng quy trình các bạn. Cho đỡ mất thời gian thôi. Các bạn lau bên trước cũng được, nhưng mà tí các bạn gắn vào máy xong cùng các tay các bạn gắn vào hộp quang xong rồi tay các bạn tương tác linh tinh rồi các bạn này đụng phải nó rồi nó lại dơ, nên là có những cái không nên làm trước, phải chờ đến lúc cần làm mới làm. Rồi bây giờ mình mới lau các bạn này. Có khả năng thì nó cũng chỉ bị lỗi đó thôi các bạn, bị cái motor cái quang thôi chứ không có gì khác đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lau. Mình lau bốn cái cạnh. Đó. Cái này mình cũng không cần quay sát đâu các bạn. Mình nói vậy là các bạn hiểu rồi, nhìn các bạn hiểu rồi. Mình cũng không cần quay sát đâu. Đó, mình đã lau bốn cái cạnh rồi. Bây giờ mình sẽ đổi đầu giấy để mình tiện thể đắc hậu quang ra thì mình phải lau hết tất cả đi. Thứ hậu quang là rất là sạch chứ không có gì dơ đâu. Mình sẽ lau cái gương trước này, cái gương trước là cái gương hay bị dơ bẩn nhất các bạn này. Nhưng mà cái sạch các bạn, rất là sạch. Nó còn trắng bóc các bạn này, nó không bám bụi bẩn mấy, chứng tỏ ok các bạn. Đối với hộp quang này mình cũng sẽ không cần lau nhiều. Đúng là các vị trí này mình cũng sẽ lau, nhưng mình cũng không cần lau vì mình thấy rất là sạch rồi, nên mình sẽ không lau. Mình kiếm cái cục xịt. Cục xịt này vứt đâu mất tiêu rồi. Khi các bạn vệ sinh hộp quang xong, bắt buộc các bạn phải xịt qua cái hộp quang, xịt bụi các bạn nhé. Vì tất cả những cái các bạn lau chùi, đôi khi bụi bẩn nó bám ở trên đây á, các bạn mà không lau, không xịt nó ra ngoài, nó khi nó nằm ở trong đây rồi nó lẩn quẩn ở trong đây rồi nó lại bám vào đúng cái vị trí nó che cái gương ấy, rồi nó gây ra cái lỗi không có chữ đấy các bạn. Vậy nên các bạn khi vệ sinh xong hộp quang, bắt buộc các bạn phải xịt kỹ các cái phần các bạn đã lau cho mình để cho bụi bẩn nó bay ra ngoài đi, chứ không có lẩn quẩn ở trong rồi nó cũng bám vào các bạn. Rất là nhiều trường hợp lúc đầu test thử thì ok,
về sau rồi vài hôm hoặc là đi di chuyển đâu đó rồi cái bụi bẩn nó bám vào cái vị trí gương ấy, rồi nó là in ra nó bị mất chữ các bạn đó. Cái đó bị nhiều lắm các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đáp cái này lại. Bắt ốc vô. Mình nghĩ khả năng như vậy là ok thôi chứ chẳng có gì đâu các bạn. Chỉ khi tháo ra mà mình không tìm thấy lỗi thôi. Chứ tháo ra mình thấy cái lỗi rồi thì khả năng là do nó thôi. À, cái nữa, các bạn phải kiểm tra cho mình các cái đầu rắc dây cáp này này. Các bạn kiểm tra xem nó có sạch, có sáng hay không. Nếu nó sáng như vậy là đẹp, nó sáng, nó vàng như vậy là đẹp, nó không có gì xét là được. Cả cái đầu này nữa các bạn này. Các bạn phải kiểm tra hết cho mình nhé. Chứ các bạn mà không kiểm tra đôi khi những cái đầu này nó cũng gây ra lỗi các bạn nhé. Đôi khi cái motor kia sửa xong nhưng mà cái đầu này nó dỉ xét, nó tiếp xúc không tốt đó. Các bạn gắn rồi nó vẫn báo lỗi đấy nha, chứ không phải không đâu. Đó, các bạn kiểm tra các cái đầu cáp đây. Đầu cáp mà nó sáng, nó không có gì xét như vậy là ok. Còn nếu nó dỉ xét thì các bạn phải chà chà cho nó sạch cái đầu cáp đi. Cái đó là kinh nghiệm các bạn nha, các bạn bắt buộc phải kiểm tra những cái đó đó. Thì có những hộp quang mà nó dơ bẩn quá hoặc nó gì á, là đôi khi không phải lỗi do một thứ mà lỗi do nhiều thứ cộng lại. Rồi. Mình sẽ gắn dây cáp tất cả lại như ban đầu và mình sẽ in thử cho các bạn xem. Thì khả năng được là nó lên tới 98% rồi các bạn. Còn 2% nữa là do không may mắn thôi. Nếu như không được là do không may mắn thôi. Rồi. Gắn cái đầu cáp bên này. Cái đầu cáp này rất là lưu ý, các bạn cần phải lưu ý cái đầu cáp bên này cho mình. Rất là nhiều bạn kỹ thuật, đôi khi cái đầu cáp tháo ra thì ngon lành nhưng gắn vào nó tựa lưa hết á. Các bạn gắn không đúng cách, gắn không đúng, cuối cùng nó làm cái đầu cáp nó bị chóc cái đầu cáp ra và nó chạm chân, dẫn tới cái việc nó phá bo nguồn, nó phá bo ngang, thậm chí nó phá luôn tất cả các cái hộp quang cho tới phòng master. Rất nhiều bạn gặp cái trường hợp này, mình nói thật cái này không phải mình hù các bạn đâu, mà mình chứng kiến quá nhiều rồi, bản thân mình ngày xưa cũng đã bị. Và về sau này mình hỗ trợ nhiều các bạn khách hàng mang tới cũng bị cái kiểu này, các bạn tự ý sửa, các bạn không để ý khi các bạn gắn cái đầu cáp này. Đó, và nên khi gắn đầu cáp này các bạn để ý, các bạn phải kiểm tra đầu cáp, nếu còn sạch thì thôi không cần vệ sinh, nếu nó dơ bẩn hoặc là nó nhiều giống mình nó han gì ấy, các bạn phải cạo sạch nó đi. Và chú ý khi cạo đừng để cái đầu cáp nó bị chóc. Và khi gắn rồi cũng vậy, các bạn phải đặt và ướm nó vào đúng cái vị trí cái nỗ. Các bạn phải ướm nó vào đúng vị trí cái nỗ, sau đó thì nó vào, các bạn nhìn thấy chân nó đều hết rồi, các bạn mới đẩy nó xuống. Đó. Chứ các bạn cứ cầm đẩy đại vô là đảm bảo với các bạn 100% các bạn sẽ làm chóc dây cáp. Mình hứa các bạn luôn. Rồi. Gắn cái tai này vào. Bây giờ mình sẽ ráp cái sắt này vào luôn các bạn nhé. Mình sẽ ráp vào luôn. Vì mình có khả năng mình tự tin tới 98% rồi thì mình cứ ráp vào đi. Nhưng mình chưa ráp hết đâu, mình ráp cái sắt này thôi. Rồi mình sẽ in thử cho các bạn. Rồi, mình cũng chưa cần bắt ốc đâu, mình mới đáp để đó thôi. Rồi, mình sẽ ráp cái nắp trên này nữa. Nếu như không có nắp trên thì mình sẽ ấn cái lẫy hộp quang này xuống và mình đóng cái lẫy đóng mở cửa này và mình in, nhưng mà thôi mình có nắp thì mình cứ gắn cái nắp vào. Mình sẽ gắn cái nắp này vào. Để mình in cho nó được thoải mái nhất. Thì chả mất cái gì các bạn. Rồi, mình cho hộp mực vào. Các bạn gắn như vậy là các bạn có thể in được rồi. Rồi mình đóng nắp xuống. Bây giờ mình sẽ gắn cáp nguồn này. Mình gắn nguồn trước nhé. Gắn cáp nguồn này. Rồi mình gắn cáp USB này. Bỏ ra một bên. Bây giờ mình sẽ bật nguồn này. Nhưng mà mình sẽ bỏ giấy trước. Vì khả năng rất là cao với lệnh in cũ nó còn. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên là máy sẽ tự động nó in ra luôn đấy các bạn. Và đây là mình sẽ bỏ giấy vô trước. Rồi bây giờ mình sẽ bật nguồn. Vì cái lệnh in nãy giờ mình in á, khả năng là bây giờ nó sẽ in ra đây này. Đó. Thế rồi nó không đá giấy các bạn. Mình kiểm tra con cao su đá giấy nhé. Máy đá giấy nhưng mà giấy không lên. Đây cũng là một lỗi các bạn này. Bạn nào mà chưa rành, chưa biết cái lỗi này thì các bạn có thể xem nào. Ủa nó đá giấy. Xin lỗi các bạn từ từ nha. Cái lỗi này cũng vui đấy nha. Để mình coi thử xem nào. Rồi mình ấn cái nút này để cho nó tiếp tục nó in này. Quả đào đá giấy có đá giấy. Quả đào có đá giấy các bạn nha.
quả đào có đá giấy, nhưng mà giấy không hề có vết dơ gì các bạn này. Quả đào có đá mà giấy không có vết dơ đây này. Mình sẽ tháo ra, mình vệ sinh, mình lau qua cái trục cao su cuốn giấy nhé. Quả đào hay gọi quả đào cuốn giấy các bạn nhé. Mình sẽ lau sơ này. Mình thấy quả đào cái trục cuốn giấy có quay đấy, nhưng mà tại sao giấy này không thấy lên một tí gì cả. Thực tế cục cao su này cũng không dơ lắm đâu các bạn, không dơ lắm đâu. Thực ra mình lau cho lấy lệ thôi. Rồi bây giờ mình gắn lại này. Nó đơn không phải đơn giản một nỗi đâu, đôi khi là cái máy này bị rơi rồi nên là đôi khi là có nhiều cái nỗi xảy ra lắm. Bây giờ mình đóng nắp xuống lại này, mình coi thử xem từ phía trước này cái thay đá giấy có đá không này, mình cũng để các bạn cùng coi mình cùng mình luôn này. Rồi mình ấn nút để cho nó tiếp tục nó in này, để xem khay đá giấy có đá không các bạn nhé. À, khay đá giấy có đá các bạn thấy không, nhưng mà giấy nó không có lên được. Khay đá giấy có đá nhưng mà khay đá không có lên hết được, nó lên có chấm chớ một tí rồi nó xuống. Bây giờ ok, mình sẽ kiểm tra cái lỗi này luôn. Các bạn cùng với mình kiểm tra cái lỗi này luôn, tại sao mà khi nó đá giấy, trục đá giấy có xoay nhưng mà giấy, khay giấy thì nó chỉ có lên một xíu rồi nó trả lại chứ nó không lên hết được. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Nó vướng cái gì? Không biết là người trước đó người ta có làm rơi bể vỡ cái gì hay không, để gây ra cái việc gì, cái tương tác gì bên trong này, nó lỗi không? Hay có vật gì nó cản hay không các bạn? À rồi, được, ok rồi các bạn. Để mình in thử cái được không đã, rồi mình sẽ cho các bạn câu trả lời nhé. Rồi, mình gắn cáp vào. Rồi, cái lệnh in cũ nó còn, nó in ra đấy các bạn. Đó, giờ được rồi các bạn này. Những cái nỗi đa giới kiểu như vậy thì mình cũng gặp rất là nhiều các bạn nhé. Và nó ở nhiều cái dạng biến thể khác nhau. Mình chỉ in tiếp một hai tờ nữa rồi mình trả lời các bạn tại sao nó không, giấy nó không lên. Rồi như vậy là in ok rồi các bạn. Cái nỗi mà máy in nó khởi động khi các bạn bật nguồn lên, mình nói ngay từ đầu là bật nguồn lên là mình cảm nhận được nó nỗi rồi. Đó là khi các bạn bật nguồn lên máy nó khởi động không hết quá trình. Đúng ra nó khi từ lúc các bạn bật công tắc nguồn đến lúc máy nó quay và nó ngừng quay nó phải mất khoảng 8 tới 9 giây. Có thể dao động từ 7 cho tới 9 giây hoặc là 10 giây. Nhưng đây nó quay khoảng cỡ 4 giây, 5 giây là nó dừng rồi. Vậy nên chỉ cần bật nguồn nhiêu đó là mình biết là lỗi gì rồi. Cái thứ hai nó khi ra lệnh in là máy tính nó báo lỗi là scanner error rồi E100 rồi 000 đấy. Thì nhìn vào đó là các bạn có thể biết được, các bạn có thể vào Google các bạn tra. Các bạn tra cái lỗi là Canon 2009 báo lỗi E100 rồi đằng sau 000 đấy, thì trên Google người ta sẽ giải thích cho các bạn là lỗi là do hộp quang và các bạn có thể tiến hành kiểm tra sửa chữa. Rồi, còn khi làm xong, khi tháo ra kiểm tra thì nguyên nhân của nó là do cái gì? Do cái motor để lâu ngày nó bị kẹt, nó không quay được. Việc của mình là kiểm tra vệ sinh cái motor hộp quang là ok. Đó, đơn giản chỉ có thế thôi. Còn về sau này khi đã bắt đầu xong, ra lệnh in, khay giấy nó đá lên một xíu rồi nó không lên được nữa, nó kẹt lại. Nguyên nhân lúc nãy là mình coi kỹ vào bên trong, mình dùng cái dao để mình nạy. Bên trong nó có một cái cục nhựa các bạn, nó có cục nhựa nhỏ nhỏ, nó kẹt ở phía bên trong khay giấy á. Nó kẹt rất là nhỏ trong khay giấy á. Giấy lên tới đó mà cái nó kẹt, nó không cho khay giấy lên nữa. Nên là giấy không có lên được. Nãy mình mới đẩy nó ra một cái. Thực ra giờ nó cũng không ra đâu các bạn, nó nằm ở trong rồi đó. Mình rút điện ra các bạn nhé. Mình rút điện ra để mình lắp thử cho nó có ra ngoài không. Đây các bạn. Thủ phạm đây. Nó nằm, nó kẹt ở trong cái mép của cái khay giấy, cái cúc áo các bạn. Nãy mình khiển nó ra nó không ra, nhưng mình nãy nó ra cho nó ra được bên đi. Đó, đây. Thủ phạm là đây, nó kẹt ở trong khay giấy đó. Dẫn đến cái việc khay giấy đá lên không có được. Không phải đá không hẳn đâu mà nó kẹt ở trong ấy. Thay vì cái miếng nhỏ này nó kẹt ấy thì nó nằm nó đá lên nó chạm cũng không phải. Nó kẹt ở cái mép trong cùng, nó kẹt cứng ở đó luôn đấy các bạn, nó kẹt cứng ở đó luôn. Đó.
nguyên nhân là do cái cúc áo, nó dẫn đến cái việc giấy đá lên không có được. Thôi, video mình quay tới đây thôi, mình sẽ không quay quá trình ráp này nữa. Bạn nào mà không biết cách ráp vỏ này nọ thì các bạn có thể coi lại những tất cả những video sửa chữa hộp quang của mình và video hướng dẫn ráp vỏ. Mình có nhiều video để hướng dẫn ráp vỏ rồi. Vậy nên video này mục đích là chia sẻ đến các bạn cái nỗi mà máy in không được. Thế thôi. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Phụ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.